Xin chào cả nhà và các bạn. Sau hôm nay cả nhà các bạn cũng thấy mình mặc áo jacket mỏng, có nghĩa là ngoài trời nó đang rất là lạnh. Thì hôm nay cả gia đình mình dẫn lên đi coi cái căn này nó xây như thế nào rồi. Thì hôm nay người ta đổ đá với lại đổ cát rất là nhiều, tại vì để người ta phải làm đường đi bộ với lại người ta chán xi măng ở đằng trước cửa nhà. So far thì cũng phải nó bắt đầu khởi công từ hồi giữa tháng 9 tới đây cũng đã gần 2 tháng rồi. Thì nó được như vậy là một cũng là một cái quá trình cũng rất là lâu rồi. Thì giờ nó đã hình thành được căn nhà rồi. Thì giờ cả nhà và các bạn cùng mình theo dõi hôm nay coi bên trong nó là như thế nào nha. Bây giờ mình vô bên trong để mình xem coi cái nhà xây đến đâu rồi nha. Xin mời mọi người theo chân mình. Cửa sổ bên tay trái là cửa sổ người ta đã cho sẵn. Mình chở thêm hai cái cửa sổ này bên hông nữa để cho nó sáng. Thì chính giữa mình sẽ để tivi. Có nhiều nhà thì người ta bỏ thêm lò sưởi. Mình thì mình cảm thấy lò sưởi cũng không có xài nhiều bởi vì cũng không có làm. Phòng sunroom nè. Còn ở đây là phòng sunroom. Cái phòng này option 26.000. Nếu như mình không có cái này á thì cái nhà nó ngắn ngủn mình chịu. Mình phải bỏ 26 ngàn để mình bỏ, mình lấy cái option này. Rồi mày đét. Cái lối đi trước mặt á, là sau này nếu mà có làm cái đét á thì sẽ đi ra từ cái hướng này. Thì ở đây là ở đằng sau phía nhà nè. Phía nhà đằng sau cũng đang làm nè. Có cái nhà kia xây cũng xong rồi nè, sắp xong rồi. Đã làm lại cái hàng rào luôn, với làm đét luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu 2 để mình coi cái bên trên người ta xây tới đâu rồi. Thì mình bước lên cầu thang nè. Mình dự định làm cho Ryan thì hồi xưa cái ban đầu là nó chỉ cho có một cái cửa sổ. Mình bỏ thêm tiền nữa, mình kêu nó chỗ thêm cửa sổ thì hình thử ra cái phòng này giờ thấy sáng ha. Chứ hồi xưa có một cái khúc này nó chỉ làm cái vách thôi, nó tối lắm. Bây giờ chỗ thêm cho thằng nhỏ một cái nó thấy cái phòng này có duyên ghê. Ông ngoại giờ ông đang đo thử cái diện tích. Bề ngang với bề dài của cái phòng này khoảng như, nhưng mà cái phòng này thấy cũng có vẻ là cũng khá đó, chứ không phải là nhỏ đâu. Cái closet của nó rộng dễ sợ luôn. Đây là cái closet của cái phòng này nè. Đây chỉ closet không? Đó closet. Cái tủ đựng quần áo đó. Hả? Trái của mình là cái phòng này hồi xưa là nó sẽ không có cái phòng giống vậy đâu, nó không có miếng vách gỗ gì đâu, mà nó sẽ để trống hoàn toàn luôn. Rồi mình mới kêu nó là thôi vậy mình làm thêm cái phòng thì phải bỏ thêm khoảng $4,000 để làm thêm cái phòng. Thì cái phòng này á có hai cửa sổ sẵn, phòng này có chút xíu nè, cái chiếc vi sinh này là cái kho sách nè.
cũng không để lộ được nhiều đâu nha. Cái phòng này chắc mình dự định để mình làm cái bỏ máy vi tính phòng làm việc á. Qua bên này. Còn bên đây là phòng master bedroom. Master bedroom là phòng này là phòng bận nhất. Tôi trên cái lầu 2 là có tầng phòng 4 phòng. Đó. Cái phòng này á thôi, cái phòng nó rộng nhưng mà nó chỉ có hai cửa sổ à. Sau bữa hôm nó hỏi mình là có muốn chỗ thêm hai cái bên hông này nữa hay không, mà chỗ đây á, thì là phải bỏ thêm tiền 2.000 cái, mà phòng ngủ chỗ nhiều lắm. Bathroom còn bắt đầu đi vô đây thì là cái chỗ mình để đồ nè, cái này closet để đồ. Còn bây giờ mình vô đây là vô cái master bathroom nè. Đây là phòng tắm bự. Bên tay trái cái chỗ này á, nó cũng là một cái phòng nhỏ, nhưng mà cái này nó sẽ để mấy sáng mấy dặn, mà nó có mấy sáng mấy dặn và có cái cửa sổ nữa, có cái chỗ này để mấy sáng mấy dặn đó, mấy sáng mấy dặn nè, cái đường ống 21 nó lên nè. Đây là phòng ngủ thứ tư. Thì coi như hầu như mỗi phòng đều có hai cái cửa sổ thấy sáng nè. Phòng này cũng có duyên đó hả? Phòng này tính ra sáng nhất luôn á, tại nó đón ánh nắng ngoài. Nhưng mà cái closet nó lại nhỏ, cái closet nó chỉ là closet kéo thôi. Đó, cái closet của nó trước mặt vậy đó. Yeah. Bỏ hơi kệ cho Ryan lên kia. Còn đây là phòng tắm thứ hai nè cả nhà. Thùng tắm thứ hai.
cái khu này cũng sắp sửa hình thành rồi nè cả nhà. Có một số nhà thì gia chủ người ta đã dọn vô rồi. Em vô căn này hả? Cái căn này cũng sắp sửa xây xong rồi. Sao trước mặt là nhà của mình nè, cũng nôn dễ sợ luôn. Tại tới tháng 4 năm sau nó mới nói mình close. Close có nghĩa là mình làm giấy tờ xong nó giao chìa khóa cho mình. Thì từ đây tới tới đó cũng khoảng gần 5 tháng nữa. Bây giờ thấy bên ngoài thì nó làm lai ra vậy chứ bên trong chưa là gì hết. Nó chưa có gắn tường, nó chưa có gắn giống như cabinet của cái kitchen. Số khách hàng bên này đã dọn về rồi nè. Mình thấy nhìn vô bên trong mình thấy nó đồ đạc tùm lum. Khu này bây giờ bắt đầu hình thành rồi đó, người ta về nhiều, với lại nhà bắt đầu nó xây xong hết rồi. Thấy cũng có duyên lắm, cũng ngộ. Đúng là nhà bên Mỹ mỗi nhà mỗi kiểu thôi, chắc giống châu Âu. Nhưng mà điều đặc biệt là cái căn của mình nó sẽ không được giống cái căn kế bên, bên trái bên phải đối diện. Bởi vì khi mà người ta đã chọn rồi là mình phải đi chọn mẫu khác. Nó không có muốn có sự giống như trùng lặp. Ví dụ như nó có 10 mẫu thì mình tha hồ mình chọn cho mình không được trùng bên trái bên phải đối diện. Nó làm vậy cho có sự riêng biệt. Bởi vậy mỗi căn mỗi vẽ, mỗi màu, mỗi kiểu. Kiểu thì còn một cửa sổ đằng trước, kiểu thì hai cửa sổ đằng trước. Mà khu này đặc biệt nha, em có cảm giác hình như Ấn Độ hơi nhiều. Mỹ trắng ít lắm. So neighbor của mình là thằng Mỹ trắng, còn không biết cái thằng bên kia là thằng gì nữa. Chắc cũng Ấn Độ quá. Mình đi tới một cái khu khác, chạy đến khoảng chừng 2 phút rồi. Thì cái khu này nó cũng là một xem model. Thì có nhiều cũng loại nhà, một cửa sổ, hai cửa sổ. Thì cái căn này là cái căn giống mình, trang là chỉ có một cửa sổ hôm trước. Mấy căn bự này là hai cửa sổ. Thì vô coi thử coi người ta làm cái tiến hình tới đâu. Hôm nay trời mưa quá. Ok, để tuần sau mình quay lại mình coi coi người ta làm thêm được tiến triển thế nào ha. Bây giờ cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà và các bạn vào những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.